Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc xe Alarm đến từ Ý, một chiếc xe full Ý các bác nha. Chiếc này thì nó có cái size ống đứng 48, ống ngang 50. Và cái size này nó có đóng ở khung luôn các bác nha. Xe thì phần khung sườn rất đẹp. Cái đời Alarm này nó là đời Super Deco các bác nha. Super Deco. Và nó trang bị bộ group Campagnolo 2 đĩa và 8 lít. Đó, thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng chiếc này thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990. Các bác mà cần thêm hình ảnh chi tiết thì liên hệ với em sẽ gửi thêm cho các bác nhé. Đó, và một chiếc xe này thì thứ nhất là về cái size của nó rất nhỏ. Thứ nữa là cái độ đẹp của nó còn rất là đẹp các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay chi tiết giới thiệu đến các bác nhé. Bộ ghi đông bông tăng, cái này là Philippe của Pháp nhưng mà nó sản xuất cho Ý các bác nhé, Italy. Nó là dòng Franco. Tiếp theo là đôi tay nắp này, dì co 8 nha các bác, còn rất đẹp. Đây là cái ngàm tháng trước này. Ngàm tháng này nó là dòng Serico các bạn ạ. Nhưng mà dòng cho rút hay là Athena gì đó. Nhưng mà nó là dòng kỷ lục xe De Rosa các bạn nhé. Tiếp theo là bộ giò dĩa này. Bộ giò dĩa này nó cũng là đời C luôn. Nó cũng là đời C luôn, C co luôn, là cũng đời 8 luôn nha các bác nha. Đó, và nó cũng là Athena nhưng mà đời gì co De Rosa các bác nha. Cô xe. Đó. Kỷ lục cô xe đó. Cái logo này của nó khác này. Còn rất đẹp. Thông số là chiều dài giò là 1725, đĩa lớn 53, đĩa nhỏ 39 nhá. Cái bidan này là bidan Atom tem đỏ của Pháp này. Bidan mỏ quẹ rất mượt. Đây là cái sang đĩa Rico. Quy đề sau là quy đề cái đời này. Đời này hình như nó cũng là đời đời Athena Cosa đó các bác, kỷ lục Cosa đó. Là nó là cái quy đề 8 luôn các bác nhá. Đó. Bánh răng kia còn rất đẹp. Líp thì líp 8 combo luôn rồi. Bánh này rất trớn. Đây là cái ngàm tháng sau giống ngàm tháng trước này. Cặp liêng thì cặp liêng Camba Omega Strada các bác nhé. Tì bật gì này, tì bật Camba này. Các bác có thể thấy cái lông đèn của chữ Camba ở trong này. Cái này là cái phần gió bên trái này, logo khắc rất đẹp, ốc còn nguyên si các bác. Đó, BB Camba
đèn 36 đây rồi. Nó có kèm theo cái gọng nước Elite của Ý các bác nhá. Đây liền trước rồi, giống liền sau. Đó. Và nó có kèm theo cái cặp vỏ. Cặp vỏ của Pigatone các bác nhá. Liền này là liền 2,5 xe gió. Đó. Bây giờ em sẽ quay với cái sườn này các bác nhá. Bộ chấn cổ này cũng của Gamba luôn này các bác này. Đó. Các bác có thể nhận diện ra những cái chiếc sườn Alan nó size nhỏ hay size lớn ở cái phần này, các bác có thể nhận diện ra hoặc là các bác có thể nhìn vào đây. Đấy, nếu như mà cái size 50 đổ lên ấy, là nó sẽ có ba cái để giữ cáp này nha các bác nhá. Cái sườn này thì nó còn rất đẹp. Cọc yên xé gió này của Gamba luôn các bác nhá. Cái yên thì yên Selly dòng Flitter gọng titanium các bác nhá, đế carbon. Đó. Sườn rất đẹp. Phục trước của nó này. Không tì vết nha các bác. Trên này nó có đóng số nữa này. N108 cái gì đây. Tem zin nha các bác. Càng sau này. Sườn này thì không sang lắc cấn móp gì các bác nhá. Phần bên trái của cái sườn nói chung là một chiếc xe Alan đời này mà nó còn đẹp như này thì bây giờ trên thị trường nó cũng khá hiếm rồi. Đó, trên phuộc có khắc Alan này. Size vừa nhỏ này còn đẹp như này nữa thì cực kỳ hiếm rồi. Đấy nó ghi size của nó trên này các bạn, 4850 nha các bạn. Đó. Xe thì đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt, mượt mà. Các bạn có thể thấy tiếng cối của nó. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng chiếc này hoặc sưu tầm thì liên hệ với em theo số điện thoại 091 840 9990 các bác nhá. Chiếc này thì giá cũng trên 30 triệu thôi. Đó, thì bác muốn biết thêm chi tiết thì cứ nhấc máy lên alo cho em nhé. Cái xe rất đẹp. Đó, bây giờ em cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.